thức ăn kém vệ sinh, sử dụng kháng sinh dài ngày sẽ gây ra tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa ở trẻ nhỏ. Progemila cung cấp 2 tỷ bào tử lợi khuẩn Bacillus Clausi, thiết lập cân bằng hệ vi sinh đường ruột, điều trị, dự phòng tiêu chảy do kháng sinh và nhiều nguyên nhân khác. Không dùng cho người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Progemila, mất tiêu chảy đi xa. Sản phẩm của công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội.